Giới thiệu một sản phẩm mà ngay cả Apple cũng chưa phát triển được. Nếu bạn là một fan hâm mộ của chương trình Sắc Tanh của ABC, chương trình truyền hình giúp các công ty khởi nghiệp gọi vốn từ các tỷ phú thì có lẽ bạn sẽ ấn tượng. Với một công ty tên là Ira vừa xuất hiện trong số mới nhất, công ty đã trình bày về một hệ thống đệm sạc không dây có thể cho phép sạc thiết bị theo bất cứ góc đặt nào. Với hầu hết đệm sạc không dây hiện tại, thiết bị được đặt trên miếng đệm phải thẳng hàng hoàn hảo với các cuộn dây bên trong. Trong khi đó, Ira sử dụng một công nghệ khác biệt được gọi là Free Power. Ira được cấp bằng sáng chế cho thuật toán độc quyền theo dõi thiết bị trên đệm sạc. Họ sử dụng một dạng mà trận khi bố trí các cuộn dây bên trong hệ thống sạc không dây và sau đó kích hoạt tính năng sạc cho các thiết bị như smartphone, tablet, thiết bị đeo, tai nghe. Đệm sạc không dây này tương thích với các tiêu chuẩn chi và sẽ sạc cùng lúc nhiều thiết bị. Sản phẩm sạc không dây đầu tiên được Ira cấp phép là Nomad Base Station Pro dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm này. Free Power mang lại sự tự do cho trải nghiệm sạc không dây một thiết bị được đặt ở bất cứ đâu trên đệm sạc cũng có thể nhận được năng lượng